Modern Talking. Đấy. Modern Talking. Nhiều bạn thích Modern Talking và Bonnet 79 đấy. Đấy. Băng nhạc Hồn Trinh Nữ, tiếng hát Hương Lan Giao Linh Thanh Tuyền. Đấy, tiếp tục. Em để đây cho các bạn thích cuốn nào và các đánh dấu. Đôi Mắt Người Xưa, Giao Linh Tuấn Vũ. Đấy. Người Mang Thương Nhớ, Tuấn Vũ. Đấy. Em cứ để đây cho các bạn. Mẹ Trong Lòng Người Đi, Trường Sơn. Cuốn này rất hay, Trường Sơn Duy Khánh. Trường Sơn Duy Khánh. Chế Linh và Thanh Tuyền, Đoạn Tuyệt. Dơ Bét của Hương Lan, Khi Đã Yêu. Toàn băng hay này. Chuyến Đò Không Em, album Tuấn Vũ Vôn Ba. Để đây cho các bác chọn. Ngày Em Còn Bên Tôi, Chế Linh và Thanh Tuyền. Ngày Còn Em Bên Tôi. 7.000 Đêm Góp Lại, Nhạc Xưa Trước Năm 75, Đêm Ru Điệu Nhớ, Giao Linh. Quá tuyệt vời luôn. Thiên Trang Đặc Biệt, Đường Sang Nhà Em. Tuấn Vũ Đặc Biệt, Dấu Chân Kỷ Niệm. Toàn băng hay. Bonnet, Modern Talking. Đệ Disco 70, 80, 90, thời thập niên đấy. Thập niên 70, 80, 90 đấy. Đấy. Nhiều lắm. Đây quay cho bà.